Long cu. Để sao nhậu? Toàn nhậu chết tao. Ôi giờ dịch nhỏ đi nướng đi nướng đi rồi. Nướng rồi chơi. Rồi. Biết xong giờ. Tập chỉnh 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 tùy. Em biết con đó con gì không quý? Có dao đâm đâm. Dạo nhà bây á. Tất cả đều ra từ mà lấy. Ni cái con đi mềm lắm. Đi ngắt cái đít về ngắt. Ngắt cái thán nuôi dai. Con này chấm gì ta? Con nuôi mấy này thì hot không? Có chứ. Còn người nuôi đó. Cái thán này. Cái thán bị yêu chứ. Đẹp chứ bộ. Ở cái đuôi hình dai đẹp á. Con này con châu bèo ấy chứ nhỉ? Hẹn về chỗ mà anh nghĩ cái này mình lên sơ thì nó dễ không? Giờ sao lấy con chim? Trời sao vậy? Mới chết mẹ đây. Nó chạy quá hớ sơ đó hớ cho nó chạy luôn. Mày đốt luôn hả? Thù cái tay lên. Độc á. Coi trơ đi lắc ly ra. Đồ bị. Giờ thì coi gì nữa. Ta ơi, ta nguồn thì biết có cầm cái vị đi hay rồi. Xin cái que này. Cái đang ngứa mọn không Tâm? Ngựa lắm. Thằng nào đi bắt bê với tao. Thằng nào lưới thì lưới, thằng nào bắt bê với tao đi. Bắt bê là bắt gì? Là lúc làm đi kìa.
Đâu đâu bắt kìa. Đi bên qua vạch tạm nó. Qua cái lưới đúng không? Qua bên kia còn có chỗ lưới. Thôi đi mẹ đi. Chỗ nào nữa? Đưa con bên kia nhanh củi khác đi. Ủa má nãy giờ kéo củi thấy mẹ luôn. Kéo đi chỗ khác. Đường xong đi. Lưới chỗ đánh cái chó cho nhìn thôi. Ủa má nãy giờ kéo. Alo. Ngồi nhậu hồi mới chết luôn á. Chết chưa? Ha đùng đùng đùng. Hello, gia đình mày có lâu lâu mày có qua tao hết xuông gia đình. Tao đi ngang qua thì được. Hứa mày được đấy tao ơi. Tao mẹ đi. Ờ đâu ơi. Nhìn. Hứa mày đi mùa rồi đó. Mày có quả đá cho nó không Đinh? À, mình được chỉ đánh luôn đấy không? Đó thân nhàn nhàn chứ. Mày chưa mò ruột à? Sao mà hả? Có. Tao là làm sạch đi trước. Tao bỏ lúc 4 giờ mấy là 7 giờ mới dậy. Thấy con đá là bị xíu rồi. Mùa đen. Mày làm kỹ quý. Má ăn chim mới tưởng ai làm là người đó ăn con đó hả? Má sợ mày luôn đấy chứ. Nó làm cho kỹ để nó ăn kìa. Lão này nó nghe nó câu đó là tưởng thiệt rồi. Má nó ngồi nó vạch cũng thấy cái tiếng hồ. Má ghé đi toàn hả mày ghé? Phải hả? Đua xe thấy đây tao quen mà quen hả? Tụi này chắc thằng dâm nữa gì phải không? Ba dâm phải không? Ba dâm nha. Ba dâm ngáo đá gì? Con quý bao xô lo gì? Bây giờ được lấy tiền nặng nữa. Con nước lóc đâu thì kìa. Con nó thằng má lóc đâu. Má là con đu nước ghê thật chứ. Hết con báo này.
coi nhỏ quá sao vậy. À, lão nghe nói thằng nào muốn nó ăn đó lại được một câu liền. Bé, đứng từ này giờ cho chín. Tao lên xong tao mới nói cho mày. Má, lấy cho mình nước rửa cái đi. Rửa mình đường nước cái này. Cái bọc đó không bỏ bên trên con được. Gần gì ngồi cái bạc gần đó được kìa. Cái bụi kìa. Đó. Đi đâu xa. Nó không chạy nữa đủ. Mới ra cái đường cái nó mát quá mát. Nước xong chạy qua kia luôn. Không. Ăn xong mày quá. Nhưng kia nữa à? Đặt tim muối. Thank you.
7 rưỡi rồi. 1 rưỡi nữa là 9. 9 nữa đó. Rạch rạch. Nắng thả lừa đấy kìa. Thả lừa đấy nè. Lừa đấy có cả đâu rồi. Nghe chuối. Chú không cần phải lo. Gọi là chó không cần phải lu. Chiếu nữa là mình có mồi. Tay 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 đâu đi này mổ cuộc tình đâu mỹ bỏ rau lên thơm tôi đục cho gục mỹ phá hoại cây đâu sành đó tôi nướng con chim của tao là tao phải để gục sành rồi chim tao con chim của tao quên nước mỏi đứng tí nữa cùng em đi qua bao đại dương cùng em đi trên muôn nẻo đường. Mày ngồi đồ, mày nhà bụi khêu khêu mà lát kiếm miệng mông cổ mô. Con của thằng mô thằng này ăn. Nó có trách nhiệm rồi đó đúng không? Lời ừ. Chịt nó khổ chịt rồi nha. Trời ơi. Khổ chịt rồi đó.